đầu ngày đầu tiên đi vô Hàn Quốc quán ăn coi. Đầu bếp tên bạn bắt đầu mặc áo vô chuẩn bị, con bé kia cũng vậy, những ai mà nướng thì mang hết vô. Wow, than kìa, né bác tài ơi, thank you. Cái gì tao quên nữa, nãy mày dạy tao có gì quên rồi, sao mamio gì đó vậy, cầm tha hamida. Cái này nướng than ăn nó mới đã nè, thích nướng than à. Cảm ơn ta đi bay. Cầm tha Marita. Phải không? Cười gì, giận, không nói luôn. Thằng nhỏ nó cười, là ta biết nói không đúng rồi đó. Ta có lòng mà tại ta không biết nói chứ bộ. Mày nhướng nhanh nhanh chứ nè. Nướng cái không có gia vị á, chị nghĩ á. Đúng rồi, lấy ra cưng. Biết rồi, em nó còn nhỏ mới có 15 tuổi mở la nhỏ như cái gì. Phải như vậy mới được chứ, đi bắt tài cũng phải vô chứ. Ăn đi cái đó là cái gì? Nửa than gì mới ngon nè. Cái này gì nó giòn lắm hả? Bắp cải á. Này bỏ vô. Bắp tài đó, ai mà qua Korea là bắp tài á. Xem bữa sáng là hết tài. Cho tôi hả 2.000 đô đi. Tiền không mới xin tôi mới cho số điện thoại cho địa chỉ. Vậy á. Đó. Ở Mỹ nhiều người muốn đi lắm phải không? Giống tôi mà tại vì cũng không biết đường. Trả tiền commission 2.000 đô đi, ta sẽ cho số điện thoại của chú ấy. Để nhiều thì nói rằng đâu có bún đâu. Này giống như con bỉ vậy. Nó giòn giòn, nó ngọt ngọt.
ngộ ngộ sao á. Mì dưa ha. Ừ. Ê, nó cháy rồi bạn ơi. Ê, có, nó dính rồi. Nó dính rồi kìa. Chị làm cho mấy anh chị em. Ồ, cái đó nó đưa lên là nó bị cháy kìa, hay vậy? Nó hút mà. Hút rồi. Hôm nay nó phóng lên nó hôm nay chỉ mà mà chỉ có yêu. Hà Thanh Thà đều vậy. Đúng rồi. Mình phải xe số thật lập. Nhỏ nói hả, mày không biết làm, rồi dính rồi thấy không? Dạ rồi nha. Dạ. Nó cần quét dầu không có dính. Không, không. Để chú rút kê. Không như là xe ở phía cứ mà thật lập. Cảm ơn Manita, biết gì luôn. Thôi con đưa cái chén này cho ba mẹ con đi, chị lấy nha. Nửa thang, nếu mà nửa thang thì đã. Nước chấm. Đúng hả? Nướng cái đồ mà không ướp gia vị trước. Cầm bỏ nấm vô vậy cho. Thank you. Đây. Mì lạnh. Mì lạnh nè. Làm sao chảo? Nước đá chảo hả? Mì lạnh là bỏ nước đá vô đây hay sao bác tài? Nó lạnh vậy. Lạnh. Nước lạnh. Nước lạnh. Nước lạnh thôi. Nước súp mà lạnh. Ê, lạnh thiệt. Lạnh không? Lạnh. Anh có chạy đâu anh? Ở đây nè, anh chạy em cắt từ em xong đi chơi. Con mì nó bự quá. Ngon không? Lắm được không? Có cái nước ấy cho con, có nước đổ để vô nữa mà. Nước chấm nè, đây chờ. Có cái nước bạn em từ thời mẫu giáo, lớp 7, lớp 8. Đó, áo vàng mà đi đó, lục lục đi đó. Cái gồng biển hả mày? Cái này có trứng, mình có cái trứng. Đây là mình cải cả trắng. Ngày hôm qua tới Hàn Quốc ngày hôm qua mà với tại lại, cái này là cái gì nước đá. Nước đá. Cho lạnh hay sao? Nước đá. Nước đá. Lạnh không? Mình lạnh mà. Cũng lạ lắm á. Cũng là ngon. Ngon không? Cái này là qua số biển thì nhắn, phải để cho mẹ ăn đúng không? Để giờ sẽ đi, không biết rồi, để đi. À, qua số biển thì con mặc vô. Hai cô nhân viên rất là đẹp. Đây tôm mình là anh đem ra. Bỏ giấm với bỏ wasabi vô. Mình bỏ thêm giấm với wasabi vô này cho nó chua chua là nó ngon hơn. Chứ mình ngon không? Ừ, ngon, mình là nó lạ lạ. Ở dưới là bỏ thịt gì vô luôn rồi kìa. Bởi vì cái gì nó đang có mùi rồi đấy. Thôi mình xe luôn. Giờ chỉ có làm nha ông nội. Dạ, ok. Bữa nay hôm nay sẽ bay đấy. Em nè nào cũng sẽ bay mà. Chỉ vậy thôi đây hả? Mì, cải, trong đó có cải với lại một cái trứng. Leo với trứng. Cải với leo trứng. Cà chua. Hấp nước nữa. Rồi thử miếng nước coi. Ngon không? Nó lạnh. Lạnh hay lạnh. Giống như súp của mình nhưng mà nó giống như súp của mình nhưng mà nó
nó lạnh, cái nó lạnh mà nó vẫn ngon. Có lạnh mình nha. Mình được nha, cái đó không có giống như bún mình được đâu. Bún mình, bún này nó dai. Mình về đâu thử cái nước rồi, múc miếng nước thử rồi. Nấu một lần là gần cái tiếng đồng hồ á, chứ không phải nhanh. Dạ. Bún nó nấu không phải đợi lâu. Dạ. Cái này mình đợi trước rồi. Trời nấu lâu lắm, cái động này cái tiếng lâu. Thử cái nước đi em. Cái muỗng thử nước. Ê, thì không có cái miếng chắc chưa, cái miếng chắc ở đây đang được rồi. Cái kia cái bún khỏe ha. Xong rồi hả? Ủa mình chấm vô đây hả? Cái này là cái gì vậy? Cái hoa sơ mì với tươi chanh giấm. Ở da nó cay dữ mày. Hoa sơ mì nhiều ạ. Ê, nó cay thiệt. Cái con ma này. Cái này con viên nó để hoa sơ mì nhiều á. Xong rồi tao không có một miếng dưa cải nào luôn. Để có hành thì bỏ vô kẹp anh. Cái gì nè, xong rồi ăn gấp lên. Thơm hơn, thơm hơn nha, miếng thang. Nè, gấp miếng của hành để trong cái nắng. Của chồng mà luôn, mà thấm để hồi hết rồi. Mấy gì cái kéo cắt ra miếng nha. Bắt ăn vậy đó bao giờ, ăn xong cái nào nó cứ khốn nè. Chăm ăn con của hành. Chăm ăn miếng kéo cắt thì miếng kéo cắt. Bột nó cũng nướng rồi hả? Ngon lắm mày, kiểu nhẹ ngon mà. Nướng ngon. Tao thích ăn. Dạ.
cắm được rồi, kiểu nhẹ luôn. Đừng cho nó nóng, nóng. Khó ăn giả. Quá rồi gần rồi. Ừ, ở ngoài giòn không dẻo không? Dẻo. Mình cho Hàn Quốc, ở bên Mỹ nó cũng có bán. Nên lên hình ảnh đó, mày làm theo làm, tại giờ tao bấm tao quay đó. Nó mới thì nó chửi tôi như con vậy đó. Mày ăn đi, mày ngại ngùng gì đó mày kiếm gì. Ủa sao con ăn chưa chín à? Chín rồi, nhưng mà tại vì nó không ăn nữa. Tại vì mày chạy bàn không, bây giờ mày còn đói. Mấy anh tao ngồi không, mày phục vụ đã giờ. Tới mấy anh tao ngồi giờ mày ăn. Vậy chỉ còn hai thằng lùng á. Không giống nó quýnh chết. Nợ gì em nội. Cho tiền ông cũng giống quýnh tao luôn. Rồi hồi tắt máy kể nghe vụ này.